Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần đầu tiên sau một thập kỷ vắng mặt trên danh sách rút gọn cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Đã có dấu hiệu về một sự thay đổi thời thế trong bóng đá thế giới. Khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần đầu tiên sau một thập kỷ bị vắng mặt trong danh sách rút gọn cho giải thưởng cầu thủ nào xuất sắc nhất năm của UEFA. Thay vào đó, bộ đôi của Bayern Munich gồm Robert Lewandowski và Manuel Neuer. Và Manuel Neuer cộng với Kevin De Bruyne của Man City là những cái tên nổi bật nhất được đề cử cho giải thưởng năm nay. Luôn gắn liền với thành công của Barcelona, Messi đã giành được giải thưởng UEFA vào các mùa 2010-2011 và 2014-2015 sau 6 lần được đề cử trong 10 mùa giải qua. Trong khi đó, Ronaldo 3 lần giành được danh hiệu này vào các mùa 2013-2014, 2015-2016 và 2016-2017. Tất cả đều xảy ra trong thời gian chơi cho Real Madrid. CR7 có mặt trong danh sách 9 lần. Về nhì ở mùa 2017-2018 và 5 lần xếp thứ 3. Nhưng ở mùa vừa qua, cả Barca của Messi và Juventus của Ronaldo đều sớm dừng bước tại Champions League. Do đó, trong đó đội bóng xứ Catalan bị Bayern Munich sỉ nhục bằng tỷ số 8-2. Cả hai đều chỉ ghi được 3 bàn trong 8 trận tại Champions League, kém Lewandowski 15 bàn với khoảng cách rất lớn. Tiền đạo người Ba Lan được coi là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm hậu vệ Virgil van Dijk của Liverpool cho giải thưởng vốn sẽ được công bố tại lễ bốc thăm vòng bảng Champions League vào ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, huấn luyện viên của Bayern, Hansi Flick, được đề cử cùng với Jurgen Klopp của Liverpool và Julian Nagelsmann của Red Bull Leipzig cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm.